Rồi móc xẻ. Rồi nói chung là hai bạn chiến thắng thì hai bạn xuống bệnh viện lấy tiền đi. Bấm mà. Bấm. À xin chào tất cả các bạn nha. À các bạn ơi, hiện tại mấy anh em đang ngoài trại nha bạn. Trời cũng đã chiều nha. Thì mình mới suy nghĩ ra được một cái màn tròn để báo hằn rửa thù với Quay Phim nha bạn. Đậu xanh nó từ trước tới giờ hôm nay lâu lắm rồi mình đâu có kiếm chuyện với Quay Phim đâu, mà nó dám kiếm chuyện với mình nha bạn. Nó dụ mình chét mắm tôm mình mẩy mình bữa đó, trời ơi là trời nó thúi ôm luôn gáo vua mình dục vô phòng cô Đen. Cô Đen nó đem vô trong nhà mình, nó dục ở ngoài ngay băng đá ngoài, nó thúi banh tà lông luôn, ba cái xác mắm tôm nó dính tè le giặt muốn hổng ra luôn nha bạn. Bởi vậy cái thằng Quay Phim mình không kiếm chuyện nó vẫn kiếm chuyện với mình, thì làm sao mà mình có thể tha cho nó một bàn được nha bạn. Thì clip hôm nay mình chủ đạo là cho thằng Quay Phim nha bạn, nhưng ba thằng kia sẽ bị quà lây nha, bởi vậy các bạn cũng thông cảm nha. Chủ yếu là mình đánh thẳng chủ đập cho thằng Quay Phim nha bạn, để mình chữa cái mối hằn thù của mình nha. Chứ thằng Quay Phim mà nó lừa đảo mình, nó dụ mình mà như vậy mà mình không mà cho lại nó thì làm sao mà nuốt được cơn giận nha bạn. Bởi vậy hôm nay mình sẽ hốt cho thằng Quay Phim một thang thiệt là to, thiệt là bự nha bạn. Rồi ba thằng kia sẽ bị quả lây luôn nha. Bây giờ các bạn coi clip này các bạn cũng thông cảm giúp mình nha bạn. Rồi bây giờ mình sẽ ra ngoài trời để rủ mấy anh em nó chơi một cái trò chơi thử thách để mình cho thằng Quay Phim và ba thằng kia luôn nha các bạn. Rồi mời tất cả các bạn cùng theo chân mình để thực hiện cái màn cho ngày hôm nay nha. À, xin chào tất cả các bạn nha. Hello bạn nha. Chào các bạn nha. Tất cả các bạn đủ ngầu với trời. À các bạn ơi, thì cũng nhiều nha bạn. Mình có một cái trò chơi muốn tổ chức cho anh em trong team mình chơi nha bạn. Bữa nay mình sẽ không chơi nha, mình sẽ cho thằng Đen, thằng Lùng và Cú Vàng và Quay Phim trực tiếp đấu với nhau nha. Bữa nay có sự đặc biệt là có tôi tham gia nha. Bữa nay có sự đặc biệt là Quay Phim bạn. Đặc biệt là chỗ thằng Quay Phim đó nha các bạn, đúng không? Đúng. Đúng. Có tôi lâu tôi mới tham gia. Mà lâu lắm rồi các bạn là không thấy Quay Phim xuất hiện không? Bữa tôi nay sẽ cho Quay Phim nó xuất hiện cho các bạn thấy những điều đặc biệt nha. Đó. Má lúc đồng tiền đúng rồi. Trò chơi cái gì cái các bạn, nhưng phải có đúng rồi một chút giải thưởng nhỏ nhỏ để cho anh em phát mi hết mình. Đây. Tiện tôi có chuyện thật ký của tôi là nội. Chứ tôi có bị thật thêm. Chứ này hắn nói em. Chứ lụng em. Ừ. Tiếng gì hả? Lùng. Chữ này chữ gì hả? Ai cặp hả? Ai cặp cú đại vậy đâu, khổ giúp ba lùng nữa mới chịu nè. Nói chung cái quỷ đen mình càng ngày nó càng eo hẹp lại các bạn. Nói chung mót tay lắm mới còn được 1 triệu không bạc phải. Hả? Cái này để hồi với chia người 500. Chia 500 thêm, chia 500. Trời ơi mày không có chia. Bữa nay là chỉ có thắng và thua chứ không có chia. Thì hai bộ chia. Ông mới vậy. Phải vậy. Ai chơi chưa chơi mà nó không minh nó biết chia trời. Đúng. Tại vì tôi biết tôi thắng mà. Thôi hậu nó về nhà lấy bình thật chia chia nha. Đúng rồi chia. Chưa chắc là biết chia trời chia em nha. Rồi đây trên đây mình cầm 1 triệu đồng nha bạn. Đó mình sẽ có một cái trò chơi rất là đơn giản nhẹ nhàng. Thì Quay Phim và Cú Đen mỗi bên sẽ là một đội. Giống như Cú Đen sẽ đấm một đội bên đây, rồi Quay Phim sẽ đấm một đội bên kia. Lùng và Cú Vàng hai bên sẽ sống thì. Nếu thắng thì về Quay Phim, thua về Cú Đen. Ok. Để cho okay. Nó công bằng không? Vậy là tôi mà lộn vô hai thằng một bên thì nó hơi hẹp. Nhưng mà mắc mớ gì phải chơi. Chịu 4 thằng hai sĩ nữ. Thằng cùng lôi vậy, cùng lôi vậy luôn cậu. Cùng lôi cùng lôi vậy luôn. Thấy thè chứ. Đúng rồi. Ê, mày có nghe mà ông anh kia nói không? Ông làm mà đâu. Trời ơi, bộ không làm được. Hai cái bộ ăn mất. Ông nghe đâu đó đâu. Cậu quăng 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 thè chứ. Ôi, tôi trả 200 chữ. Nói chuyện cái bỏ mé 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 của mình thiệt không trời. Tào lao thiệt kìa. Rồi, tào lao dắt túi luôn đậu. Không, thèm. Rồi, thì trò chơi của mình rất đơn giản nha. Thì Quay Phim nắm một đội và Cú Đen nắm một đội. Cú Lùng và Cú Vàng xúm chơi. Ai thắng thì qua Quay Phim, ai thua thì về Cú Đen. Mình hôm nay mình sẽ không chơi để cho mấy anh em chơi nha bạn. Tại vì lâu rồi mình cũng không có tổ chức trò chơi cho anh em chơi nha. Đây là cái võng nha bạn. Đúng. Thì mình sẽ đỡ võng ra luôn nha. Dưới đất miếng đất sình này nha. Mình sẽ ngồi lên và hai thằng sẽ kéo mình nha bạn. Vậy là hôm nay ông là vua phải không? Không phải là vua mà để cho anh em chơi lâu lâu để cho anh em chơi chứ tao không chơi không? Mình sẽ ngồi lên cái võng, hai người leo lôi mà đi dưới sình này nha. Kéo ông lùng rồi mấy em ạ. Gì kéo lùng? Kéo lùng. Lùng nó chơi mà kéo vậy? Ủa sao lông mập quá trời kéo chứ bu luôn. Tại vì lùng nó ngồi thi đấu rồi rồi sao kéo được? Kéo không chắc nuốt luôn. Tại tao là cái người ngồi mới công bằng cho hai bên. Đúng không? Đúng rồi. Tại vì có 35kg mà bởi vậy công bằng cho hai bên. Trời ơi chết thiệt nha. Ông rất mày 35kg. Ông rất mày chết nha. 35x4. Rồi đơn giản nha. Thì đội nào mà kéo mình từ đây lại tới vòng tranh lần đó trước mà thời gian ngắn nhất thì sẽ chiến thắng 1 triệu đồng. Ok. Ok không? Đơn giản vậy nha. Ok. Giống như chiều anh em mình sẽ tập thể lực một lần nha bạn. Ok. Rồi heo xuống gì đi. Rồi bây giờ Vàng và Cú Đen xúp xì, thắng thì về Quay Phim, thua về Cú Đen.
vàng khu vàng với khu đen lắm thầy. Vàng đen hả? Đâu có vàng lùng. Ông nói nó vàng với mực với bạn trong mày. Có vàng lùng lùng sân lá hai mày à. Sắm xì đi. Mày mực với bạn trong đây tao với quen hiền trong. Phải sắm xì chứ. Bỏ xuống mày gửi đây. Bạn cho em. Rồi. Thắng qua tôi nha. Thắng gì cũng quen. Đúng, tôi lúc nào cũng thắng cho nha. Mày có bị suy nhược phải không? Không. Cơ đúng rồi. Cơ. Đâu mày chỉ cơ đâu coi coi. Đâu, cái cơ đâu? Sống lỗ sống vậy. Cơ. Nó mũi nằm đó vậy? Cơ. Rồi. Mày mới cơ đó. Mày là biết coi gì không? Rồi kêu nước. Ừ, kêu nước. Đầu nhát chút xíu thở chết. Kêu kêu thở gì còn hóa vậy. Rồi. Một cái thôi ba. Một cuốn mà. Rồi. Kéo thời gian ngắn nha. Rồi bấm giờ nha, ai nhanh nhất thắng. Rồi. Nào mà thời gian ngắn nhất thắng. Sao vậy? Đơn giản. Rộ độ tôi là thắng chắc. 1 2 3. 3 3 3. Ơi. Nào. Yeah, qua tôi. Qua tôi. Được. 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 Lùng thì con anh lùng vậy? Con lùng là... Bình thường. Đúng rồi. Mực như mực phẹn ở trong mới đúng. Hai đội bay sụp chạy. Rồi. Ông xì bầu, đi trước luôn nha. Thắng trước. Rồi, đi trước. Mình đi trước. Hai bay đi trước luôn. Ok. À, cái này. À, quay phim đi trước nha. Đó, đi trước còn gì mới không sao. Ok. Bây giờ là quay phim và cô lùng sẽ chiến đấu trước. Phát trời lúc này. Phải bước xuống lúc thèm nha. Để giờ. Lúc rồi em bộ thì sao kéo tới đầu gối luôn. Rồi vậy sao kéo? Lỗ nhiều lắm lỗ. Xíu không nổi. Xong có. Lỗ lắm nha mày. Biết đâu. Ơi thua luôn á nha bộ. Đây, bây giờ mình sẽ ngồi cho đội cu đen vào quay phim kéo trước nha. Gì? Kéo tới ai dùng tranh đó nha. Đội cu lùng vào quay phim. Đúng rồi, đội quay phim thì cu lùng. Đó. Ai ăn cái sao nổi? Đậu xanh sao dơ vậy? Chứ sao? Hôm nay mình chơi dơ. Trò chơi gì đơn giản chạy đậu không? Nó cha hay nó kéo xích con mình ngồi đây sao dơ vậy? Vậy chưa dơ đâu. Thì hả? Đây mới dơ rồi. Chắc nhẹ hả? Không quá. Hôm nay là mình. Đâu. Ngựa kéo xe hả bạn? Ô, vô. Em xăm. Kì. Xin chào nha. Ok. Rồi. Xin bèo lại tay ngựa này má lực dữ lắm. Ok. Rồi. Chắc chưa không? Đi ngoài ba tháng chơi nha. Dạ. Yeah. Ok. Ai ăn bổ nó cả, cái gì đây nha. Ôi, cái này đậu. Đó. Ok. Rồi nha. Rồi. Một. Hai. Rồi đấy. Trước tiên phải phóng vắng hai con chích thú này rồi. Sao nha, chích thú. Không, dạ là phóng vắng trước đây chứ bộ. Mà chích thú mà. Nói chung là mình thì hơi yếu thiệt nhưng mà nhờ có sự trợ giúp của ông quay phim thì mình sẽ cố gắng lên nha các bạn. Nói chung là mình cũng hơi yếu thiệt nhưng mà mình sẽ giúp cô lùng nha bạn. Nói chung là trò chơi này trước tiên là mình thấy mình dơ nha bạn. Mình thấy mặt nữa. Nhưng mà mình có lợi thế của cái là trời chứ ca đâu không? Là mình thấy được ngồi và hai anh này sẽ kéo mình đi hàng xích thú kéo để nhà thôi. Ok. Chưa. Ủa để cái vợ vậy vô kéo. Để lại đâu? Để lên chứ cha. Xếp bằng lại á. Ông để cái cổ hả? Ông xếp bằng lại chứ. Ông để lên trên đây mà cha. Cái đây á. Bật cửa. Bật cái mà bật. Chứ mà nó thấy bắt cái mặt tập trên đây không? Trời ơi trời. Ông nói vậy ông nội tụi tôi mới lâu nổi á. Nghe nè, nếu mà ta đợi xếp bằng trên đây á là nó sẽ kéo nhanh quá ta bật cửa. Còn nếu thắng bất ngờ thì ập mặt. Còn mấy ông gác hai dồn lên đây nè. Mày gác trời đây đi vậy. Đậu không chứ. Ông gác trời lên cổ ông đi. Đây phải không? Ừ. Rồi. Chứ ông nội tôi kéo nổi à. Trời trời nặng gì ông nội. Đếm nha. Sao nặng trời. Kéo thì chắc kéo luôn á. Nó sống. Tới đầu đó là hết rồi nha. Rồi. Một. Hai. Hai gửi. Hai gửi bà. Nó có đến hai gửi à. Ôi. Nó lại cái lỗ gồm nó chém trời. Lấy vậy. Ui chém gì trời. Gửi luôn nha. Rồi. Một. Hai. Ba. Cô lên. Hai. Cô lên. Cô. Trời ơi trời. Ôi. Kéo gì vậy trời. Ôi trời trời trời. Cái gì vậy. Ôi giống mấy kéo rồi đó. Cô lên cô lên. Cô lên cô lên. Trời ơi. Ôi heo một đồng xanh. Kéo. Sao kéo nổi. Ôi trời ơi đổi bánh thua luôn rồi. Trời ơi. Ông cảm nhận cái chết con. Mẹ ơi. Ông cứu đi ông ơi. Lẹ đây ông cậu xin xe ghẹn á. Xin xe tới hả? Ai ông vô đây, hai ông vô luôn đi. Cái này mày. Mày ăn cái mập thay. Ai ông vô luôn kìa. 48 chung 9 giây nha. Ông không yêu. Mày ăn cái mập thay hay mày kéo nổi. Đậu xanh
Con ngựa kéo xe chứ hả? Trời ơi. Đi nè. Đi. Mắm vô vô mà tay làm chém mày. Chơi đi mày. Chơi đi đâu. Nè mày ấy là không. Ủa giống mấy con ngựa, con bò hồi xưa quá, cháu bò. Ê. Hai mày thu đâu vậy? Một bút máy nha. Ra cái tôi đâu hả? Không đâu à. Ông đi mà còn hối học cái đâu. Trời ơi. Nó chứ. Trời ơi. Nó kẹp nha. Ơ lát mình lại không cô vàng. Đến lâu. Đằng kia hai mày kéo ngược lại cho con bằng. Ừ. Dạ. Cho mày kéo xuôi ngược lại. Trời trời. Ui. Cái gì vậy ba? Cậu cho kéo ngựa ơi. Cậu nặng nặng không chú. Cái đầu. Hai bút rồi nha. Hai bút luôn cái đầu. Hai mày bút to như vậy. Ủa mà sao ông xàm ông quấn ra một cục kia vậy? Một. Giống con heo chứ ấy. Một mình ông đã nặng rồi. Còn heo một đống đặc rồi. Hai mày yếu, mày đừng có nói gì cho hai mày nói. Trời ơi, trai sinh đâu rồi, mình sao kéo nổi. Trời cái gì vậy? Tuột rồi. Ai bút máy rồi nha. Ai dừng lại. Ông có dừng. Ôi, ông có dừng. Ông có dừng. Ông có dừng. Ông ngồi gì kìa ông nội. Chơi gì chơi dừng. Ở chơi bên đây đi bộ. Đậu cho anh bộ nó dở lắm rồi. Ủa chơi bên dễ ăn chứ hả? Gì vậy anh trời? Trời ơi trời. Cái gì vậy? Ba bút rồi nha. Quê. Con nặng. Ba bây giờ chết là sao anh? Con nặng nghe tay à. Vậy nè. Hai nó kéo mình nó nổi bạn đẹp ghê vậy. Ông nhẹ quá ông. Đủ nặng. Trời ơi. Trời ơi cái gì vậy trời. Kéo thêm. Trời. 10 phút rồi nha. Yêu cầu hai bay gì ăn giảm cân và tập thể thao đều đặn vô nha. Không có cân cho cái giảm cân thôi. Hai mày yếu lắm hả? Ôi trời. Bỏ nó một. Về giảm cân đây nha. Bỏ đâu? Thằng nó dục qua thường xuyên vô. Chứ hai hai yếu lắm nha. Yếu lắm mày nha. Giống nguyên xử lý chết. Rồi xong. Yêu rồi. Ngồi đã đánh luôn trời thèm gì. Ông chạm giờ giống ông đĩa chứ. Phải đặn nha. Hai giống xịn gì vậy? Một. Hai ba. Hai giống xịn gì vậy? Trời ơi giống quát tới đặng à. Trời ơi. Trời ơi. Lên, cố lên, cố lên, cố lên. Ôi vậy là tôi lấy 1 triệu chắc rồi. Trời ơi. Bốn bút rồi đó. Trời ơi. Ôi. Không quay phim nó cầm máy quay lâu quá nó yếu quá nha mày. Đúng rồi. Không ơi xử lý luôn. Trời. Kiểu này chắc. Ở chẹp thua nhắn vậy nha. Thua nha. Không, chân tái ơi. Mày quay lâu ngày quá nó yếu không? Tay chân yếu rồi. Bữa nay tao cho mày thể thao thể dục. Vậy thôi chứ. Thằng quỷ đó. Bò lá đi chúng rồi. Tám bút chưa, tám bút chưa. Mới bốn bút mấy à? Gì bao vậy? Ủa, này đi bốn bút vậy? Ủa, gì bao nặng vậy? Gì? Đủ, sách tao coi cung quá. Cái gì đâu đây? Dịch đâu? Hai tay mà. Ủa, hai chỗ đây, tao dịch đâu? Còn túng à? Tới rồi, lại đi. Ở ngọn nghĩa mạch xíu ơi. Cúp vàng nằm ngay đó, ngàn cúp vàng nằm tới đây. Nghĩa mạch. Nghĩa mạch xíu đi. Rồi vô. Một, hai, ba. Hay luôn. Ủa, trời ơi. Trời nghĩa mạch xíu đi ông nội. Nghĩa mạch xíu đi. Ừ đúng rồi nghĩa mạch xíu đi đúng rồi. Xíu đá cái ông lùng trắng đầu rồi. Ông quỷ này quay đây. Ủa tao nó kéo rồi gánh đít. Đừng leo lên bờ nha. Đừng leo lên bờ nha. Còn xíu nữa rồi. Kéo rồi. Bờ tao trong mớt nha. Đúng rồi chắc bao nhiêu không à. Tỉ ăn tới mới ra là được đó. Ủa, xuống đây nhẹ hơn hả ta? Rồi, bấm ra nha. Xuống đây. Xuống đây. Rồi. Okay. Ok, bấm đi. Dừng nha. Nhiều hả? 5 phút, 22 giây. Trời ơi, 5 phút trời. Sao mà ông muốn chơi thì tôi không chơi đâu. 5 phút như trời. Trời. Hả? Tôi hả lỡ không bấm máy quay rồi. Vậy làm nó lại. Nó lại. Không bấm máy quay là nó thua rồi. Là ông nhắn hay nó coi nó như thế nào rồi. Ừ, đúng rồi, nó không nhắn rồi. Ơi, ơi, ba ớt tao nha. Không nhắn, không nhắn. Không nhắn rồi sao rồi? Hai bạn sao rồi? Ông xàm á bạn. Ông đi mà ông có hút theo cái đống đất hút nữa. Hút gì? Tao ngồi theo chứ tao hút đâu.
tôi giống như tại hiên công đa vậy. Mình đang bôi cái này là tôi biết rồi. Trời ơi, hai người đi chín luôn rồi. Rồi. Bây giờ ăn bộ tôi không thở nổi luôn rồi nè. Mình nói với các bạn nha. Bây giờ mà mình muốn được chai nước thôi chứ đâu không muốn được 1 triệu luôn. Đúng không? Vậy vậy một triệu đi. 1 triệu hầm đi nước uống. 1 triệu. Vậy thôi đi. Tiền nấu nước uống. Giữa trái liền bây giờ. Không. Nè nước nè. Nè. Uống vô cái ke luôn quá. Đây. Tao tạo điều kiện cho tụi mày tập thể dục đó. Tới đội của đang với. Sao ông không tập? Dạ. Có tạo điều kiện cho ông tập. Cả tao lôi đường này tao sẽ bị tai biến luôn không? Bởi vì tao đâu có lôi được. Má ơi. Mày tao biến hả? Tôi biến luôn hả? Trời ơi. Lấy bộ đi dặn lụm kẹo hả? Lấy thì bộ bay ra quay. Ai lụm? Rồi cửa tay cửa chân đi. Ôi gió, nãy cái bút 5 phút mấy hả? 5 phút 22 giây 51. Đậu cái thua toàn rộng rồi ơi. Kéo rồi, bộ tôi kéo rồi. Sao hội cu đen và cu vàng 5 giây. Lại là 5 giây. Đổ xăng nổ với mày. Mày nó nổ. Ê 5 giây. Một hồi kéo đi rồi biết. Ê luôn. Alo. Một hồi dùng tiêu chiêu đó đắp đắp lên mình đó nha. 5 giây bao. Vậy sao mà bồn. Mày 5 giây nhưng mà 5 nhân 100 á. Không có. Nổ 5 giây. Rồi mình sẽ cho nó 5 giây nha các bạn. Bồ cái gì mà ấm nhắc ấm nhôm lùm tịch. Còn đó là như vậy. Ai nhanh chừng nào em. Lực mà kéo lưới mà thôi thấy mẹ. Tôi hay lực, tôi hay là nhìn tôi biết lực rồi đó. Lực. Làm gì vậy? Khó khăn. Thằng Mưu ơi, thằng Mưu. Làm gì vậy? Thằng Mưu. Thằng làm như cái gào sọng hồi xưa vậy. Thằng Mưu ơi, thằng Mưu cao lực. Hôm nay, ông đưa tôi chịu sẵn đi hôm nay. Hai ông này mà làm ăn được gì hôm nay. Thôi xuôi nào thắng là lụm mà. Rồi. Rồi. Lụm bên đây làm nào? Bên nào? Bên đây trước ông bằng. Muốn lôi không được kìa. Bên đây. Thì phải lôi lên. Đứng mấy người đó. Chạy chạy trước người ta. Ê, ông phải ngồi sát bên kia luôn nha. Vậy đi đường cũ nặng hơn đó. Đường cũ ra nặng hơn. Nặng hơn. Ừ. Okay, ta đi đường cũ. Đường cũ nhẹ hơn. Nhưng mà đi đường cho công bằng đi. Đi qua đây. Đây đây. Lâu lâu đi. Đi đường này nè. Lâu lâu xíu đi. Lâu lâu xíu. 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 Chú cái này mạnh như mày. Cái này mạnh mày. Tao nghe chưa chơi tới. Ê, ngồi lại chỗ cũ ơi. Xích trong xíu. Xích trong xíu cho công bằng anh ơi. Lùi lên trong. Xích trong nó thụt nội ơi. Vậy tôi bấm giờ luôn à. Về lại hôm nay. Cài xuống dây ơi. Cài xuống dây ơi. Tui tui đây. Rồi. Đậu không sao tao mệt chứ trời. Này nào coi. Anh lùn. Anh coi đi cho anh lùn. Trọng tài cho anh lùn. Ừ. Rồi đó. Rồi. Rồi chưa? Rồi, cái chưa? Rồi chưa? Rồi nha, tôi bấm giờ nha. Các bạn coi nè, hồi nãy 5 phút anh em mình. 1 phút 30 giây. Ok. Trời, nổ 5 giây giống như. Nè nè, ê. Mấy thằng nó nổ hay là bị đó mà. Ok, định là biết rồi. Nổ 5 giây tao cho mày lôi mà xúc cái quần luôn nè. Ok. Ừ. Tao nắm cái giò mày nắm cái tạt. Mày biết hay mà, mở ba nha, bắt đầu kéo nha, bắt đầu cái giò dán chẹo nhau. Rồi. Được nha. 1 2 3. Trời đậu. Rồi kéo đi. Kéo đi. Kéo đi. Kéo đi, kéo đi, kéo đi ơi. Kéo đi. Rồi kéo đi, kéo đi, kéo đi. Nè nè 5 giây hả ơi. 1 phút bao giây hả? La 1 2 3. Trời sao không nghỉ đây gì vậy? Ê, bộ tôi có trang trang rồi nha. Bộ tôi có trang trang à. Vào cái đi. Kéo đi. Trời ơi. Có lên. Ú, hai chiếc mã dữ à. Hai chiếc mã này dữ luôn. Đây. Hai này hai thủ châu mà, hai con châu lận. Hai con châu lận. Hai con châu lận. Bây giờ mình đếm 1 2 3 cho nó đều. Rồi. 1 2 3. Trời ơi. Ê nè, 1 phút rồi nè. 1 phút rồi nè, 1 phút rồi nè. 5 giây nè, đậu lên, cố lên. Đậu lên sao nó nặng như trời. Mấy cái đó. Vậy, 1 phút 12 giây rồi. Trời ơi, tao đâu. Một kéo nó xuống đây nè. Một kéo nó xuống đây nè. Hai con trâu nha, kỳ hai trâu. Kỳ hai trâu. Không ngồi dưới lông đĩa nha. Điện mà nó không nổi. Trời không, không. Kỳ ơi. Hồi nãy cười lắm mà. Hồi nãy cười lắm mà. Gì lắm nổi trời. Hai. Hôm nay mày còn dở đội phim đúng rồi. Kìa 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 kéo cả. Kéo cả kéo cả. Hai. Hai phút rồi. Hai phút rồi. Hai phút rồi. Hai phút rồi. Mà xíu đi mọi người. À, mới kéo xíu kế hoạch nè. Mới kéo xíu kế hoạch nè. Cố lên. Trời ơi, này mồ hôi. Cố lên đi mọi người. Cái đậu không á, mặn nặng dưới trời. Cơ nè, nè, cơ, nè, cơ. Cơ, cơ, cơ. 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 Gì vậy? Gì vậy? Gì vậy? Ê, ê, hai khúc cửa đây nha. Hai khúc cửa đây nha. Anh đừng gặp người giang ơi.
Tiêu rồi bạn ơi, tiêu bạn ơi, đội này chắc thua rồi bạn ơi, đội này kéo không nổi đâu bạn ơi. Ê, hai con trâu nước này là không được rồi, thua rồi, thua. Thua rồi, hai con trâu nước này thua rồi, thua rồi. Thôi. Kìa, hết cả. Ê, cơ. Hồi nãy tôi cũng vậy đi. Hồi nãy tôi cũng đi chơi vậy đó chứ gì. Hồi nãy tôi cũng đi chơi nhau vậy, có gì không? Ê, 3 phút rồi. Ở đâu 3 phút? 12 phút 16 à. Trời ơi, 3 phút chịu. Cắt cua. Mạnh lên nha. 2, 3. Kìa, kéo ra. Dặn tới thời gian nha. Nè. Kìa, cao lùn, mình nắm thằng chắc thắng ra, nắm chắc thằng thắng trong tay rồi lùn. Kéo kìa. Thôi, như kiểu này sao mà về đẩy xe được trời ơi. Trời ơi. Bố phút rồi, mạnh quá. Năm phút, hai giây lận. Ê em đen, chỗ này dễ nha, chỗ đẳng xình lúng hay lắm à. Ê, lôi đường mới đi, lôi đường mới đi. Chơi là phải chơi đường mới chứ các bạn nha. Trời ơi. Mình thắng rồi. Mình nãy 5 phút 20 giây. Thắng rồi. Cho gì đó? Cho trong lân nhẹ hả? Không để vỏ cái chết. Rồi thua rồi, đội này thua chắc. Thua chắc. Cái này là đúng là cây ruột. Trời ơi, không muốn nó chịu nổi luôn trời. Yeah. Ê. 5 phút 10 giây. Mình thắng rồi. Nè, tôi bấm giờ thời gian luôn nha. 30 giây nha, 5 phút 30 giây nha. Ăn mừng. Hai thằng kia mà thua hàng đó. Hai anh này mà hai khu hàng kia thèm nha. Ông Sàm bên đây giỡn mình, giỡn đâu tôi không? Giỡn đâu tôi nhiều. Thua hàng luôn mà tử đi trời. Thôi ai ông Sàm, ý mà khúc này khúc dễ nha, khúc đẳng còn dữ nữa. Khúc đầu tiên mà ông hết cổ, cởi hết đồ ra không được. Thắng là thắng, thua là thua, không có lý do. Bữa nào tao biết được là hai bay quá yếu. Lên đây tao sẽ nói cho mày nghe là tại sao hai bay thua hai bên kia nè. Đúng rồi. Tại ông mình mãi sinh không chứ. Thua rồi. Hai bên yếu quá lùi ơi.
Rồi kéo mình tôi thử rồi. Rồi ổ cá gô biên đó nè. Nắm chặt nha. Ok. Ừ. Cái này kéo cái này còn ông xàm cái nơi tết luôn. Rồi bây giờ mình sẽ tới chương trình chạy hưởng giảm cân hết thèm tao giảm cân gấp luôn rồi á. Ơi hút cuộc à. Hai người hút cuộc cái cô nhìn mặt cơ. Mày ra mày cầm mày quay cho phim đi để tao chạy giải cho nó đó là. Đúng. Cuộc mà. Phải giải hai tôi. Không có. Thưởng cái đội hút cuộc đứng bên đây. Đúng rồi, hút cuộc rồi, hai mày dở quá. Đúng rồi, hình vượt gì trời. Không được hình rồi, mày hút cuộc chưa. Đứng bên kia, đứng bên kia. Đứng bên đây nè. Hút cuộc, đứng đây. Phân biệt với trời. Không có hút cuộc thì phải vậy thôi. Cơ mà. Đội thắng rồi, đội thắng. Đội chiến thắng rồi, đây nè. Thấy không? Rồi, vỗ tay cho đội chiến thắng nè. Tôi đâu vỗ được. Rồi xong thì tao cũng nói cho hai mày biết luôn. Là tại sao biết sao hai mày thua hai mày đeo. Biết rồi. Tôi dở chứ sao. Yếu. Không phải yếu. Yếu mà nó hai, không đủ lực hai không hai hai nó yếu yếu hai nó bị tao chơi chơi gì tao sủn giò với sình nó đâu đâu có nổi đâu sao mày không á thôi bây giờ tao thôi cây hưởng cho quý vị thôi tao chơi cây giờ không công bằng sao được ôi phải chia 50-50 ôi tôi biết có đầu tay đây sủn này ơi không có hiểu được gì đâu nha bộ thôi chơi lại đi mày thôi ôi xuống xuống hết xuống nhiều sao 50-50 tao với hưởng cho đội thắng cuộc đi ba ơi là quay phim với cô đồng hai mày thắng cuộc phải không đúng rồi hai mày nói gì các bạn đi à các bạn à mình thật sự là mình rất là vui mừng các bạn khi mà mình được giành được giải thưởng là giải thưởng là châu kéo kéo cái heo kéo heo là sao mà tại cuộc mệt nhọc kéo ông xàm thì cuối cùng hai anh em mình cũng được giải thưởng đúng rồi là bốn anh em mình chia ra người 250 các bạn tại vì hai mày cháy nước cho tao vô hình nhé cho tao vô hình nhé đậu tại vì hai con cháu nước để dạ bạn yếu xìu rồi ba cho mày với mà cu đen uống nước miễn là bốn anh em mình người 250 chia đều các bạn rồi bây giờ tới thằng là trận nhất là trao giải thưởng cho đội thắng cuộc. Trước tiên bắt tay cái là chúc mừng hai bạn đã chiến thắng trong cuộc thi ngày hôm nay nha. Rồi móc xẻ. Tôi chiến thắng luôn. Rồi nói chung là hai bạn chiến thắng thì hai bạn chúc bình dương lấy tiền đi. Cái gì đúng cái nhà này đúng là chiến thắng thì hai bạn chúc bình dương lấy tiền đi. Còn gì nữa đâu mà khóc với trầu. Còn gì buồn với nhau. À, mà hai bạn chiến thắng thì hai bạn chúc mừng lấy bấm mà. Đấu bấm. Bấm. Chúc mừng lấy tiền thôi, chúc mừng lấy tiền không? Gọi lên tắm mà gửi tiền. Cái gì ăn? Đâu hả? Lấy tiền không hết. Tiền đâu? Rồi sao? Gọi con Quân với mà đỡ mà không có mất tiền. Ừ, em mày trả lấy tiền đi. Ê, con gái mà đi thôi. Con làm gì? Mày trời cái tao không hả? Đậu xanh. Trời ơi trời. Bị em vụ rồi. Nó có tiền quá. Kéo mệt với mệt cơ. Tao cố tại cho quay phim mà tại vì ba bay là bị quả lây thôi. Mày không mày con chắc chắn quay phim á. Ê, làm gì đâu cho tôi không thôi. Mày nhớ bữa hôm mày cho tao với tao. Cao ấm tao mình lại thuốc quá không? Đây là hình phạt cho mày đó. Ê, thằng Quân đó, thằng Quân cậu quay nữa. Ủa hả, mày cũng chơi cho tao đó. Tôi có chơi đâu. Tôi làm trong mộng chứ không. Tôi có chơi giọng đâu. Ê, cá kiếm cá nha.
Vậy là mấy mày bồ cấp trẻ tôi có chơi không? Ông chơi ông sao? Giỡn ông đi. Wow, tất ghét thầy ơi. Không có được chơi nữa. Trời, cái mệt. Ôi, anh luôn. Không, trả lấy tiền thôi. Trả lấy tiền đi. Ê, chị thắng rồi là rửa, rửa chổng nha. Thắng rồi rửa chổng nha. Rửa ăn cua phải rửa. Thôi dẹp cái giọng luôn đi. Dục luôn. Dục luôn. Cái giọng nó của ai? Mày dưới quay phim. Làm quả lây tao luôn. Con xanh tôi có bị đâu. Không. Phim này làm con. Ông cua đen nó chơi ông nhiều nhất á. Ủa chạy đâu? Chạy đi. Ông với ai? Tại cua đen chơi ông nhiều. Không. Ghét lên. Chơi đó trời.